là cái gian hàng của huyện Bảo Lạc các bạn ạ. Đây nè, tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong tham quan nhé. Đây, bạn vào. Đây là những cái mặt hàng của huyện Bảo Lạc các bạn ạ. Đây này, tôi sẽ quay bên trong các bạn xem nha. Đây, đây là những hình ảnh của huyện Bảo Lạc đây các bạn ạ. Đây, ngày mai thì chắc ra đây được một lúc nào tớ lại ra. Sáng ngày kia em thi ở trung tâm. Cái này thì là được chế biến từ một cái lá cây của ở xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc. Chỉ duy nhất có cái xã đây có. À, cái sản phẩm gì chị nhỉ? Em chưa biết sản phẩm gì. Cái này gọi là lá cây rừng. À, dạ. Tiếng Tày gọi là bơ thép chặt. Dạ, dạ. Bơ thép chặt. Cái bơ bếp chặt này nếu mà lá nó còn xanh hoặc là lá khô thì mình có thể bị viêm họng, đau cổ đấy. Đau cổ về nhai nuốt nước. Còn cái lá cây này thì mình có thể chế biến cái này. Anh ơi, ăn bánh dày không em? Thì là chua này, với lại măng chua này, hơ lửa, sau đấy là hơ lửa cho nó khô trong miền bột, rắc vào thức ăn hoặc là mình chiên cái sườn này, chiên sườn lên khi mà mình lấy ra bát rồi thì mình rắc cái bột kia xuống cái sườn kia đi, rất là thơm. Dạ vâng. Ngoài ra có những sản phẩm nào chị? Cái này thì đã được chế biến rồi thì mình chỉ để thơm trong buồng hoặc là cho nhà, lau nhà lau cửa, tỏa mùi hương thôi đúng không? Cái này để tỏa mùi hương ra thôi đúng không? Thịt lợn chua làm bằng thịt lợn chua, thịt lợn đen. Dạ và các bạn thịt lợn chua. Cách chế biến của nó là mình lấy những cái thịt ba chỉ hoặc là có thể là thịt ba chỉ nách về cắt vuông ra. Cho đấy là dùng chảo ngang bắc lên bếp cho một chút mỡ, dán hẳn cái bì này lên trên cái chảo đó lên, cho nó vàng, sau đấy bỏ ra là thái thành miếng to như thế này. Sau đấy là cái bột ngô nếp cái bột ngô này như người lớn cho này thì làm nhỏ hơn bột rượu, cũng cách nấu cũng giống như bột rượu để cho nó còn hơi ấm ấm một chút là cho muối vào và trộn với lại cái thịt này cho vào chum đất từ xưa. Tức là mình có cả men ở trong đây phải không? Chua men này là men của em nấu rượu, dùng men rượu để làm à chị? Men rượu, men lá đấy, quả đấy. Dùng men lá thôi. Còn cái sản phẩm những túi này là cái gì? Hà thủ ô. Hà thủ ô xanh tóc đỏ da. Vâng rồi. Khỏe người. Vâng. Tuy nhiên là phải đi kèm với lại cái hoàng tinh phải không? Hoàng tinh vì là cái vị này nó hơi chát. Cho một cân này thì sẽ dùng tổng khoảng 3 lạng này để ngâm với nhau. Ngâm rượu. Vâng. Nếu ai uống được rượu. Còn không uống được rượu thì cái này thì không sắc nước được, còn cái này sắc nước được. Vâng. Đây là những cái sản phẩm về măng khô nhỉ. Còn những cái phần này là cái gì hả chị? Măng bào. Măng bào á? Là măng chua. Măng chua người ta đem ra phơi. Phơi khô thì có măng bào. Một chum nó chỉ được bằng này thôi. Cho nên là nó rất là đắt, 500.000 một cân. 500.000 một cân măng bào các bạn ở đây. Ai được ăn rồi thì là rất là thích ăn. Vâng. Rồi cảm ơn chị nha. Còn đây là gian hàng của huyện Bảo Lâm các bạn nhé. Tôi tiếp tục đưa các bạn vào bên trong tham quan nhá. Đấy. Đây. Chị cho em quay phim lấy tư liệu một chút nhá. Đây. Đây là nghệ ở trong Bảo Lâm các bạn ạ. Đây này, sản phẩm nghệ này. Đây là trưng bày ở đây có sản phẩm nghệ gừng. Đây là những cái trang phục của người dân tộc ở bên trong huyện Bảo Lâm này các bạn ạ. Này, rất là đẹp. Này. Không có nếp nương ra bán này em. Cũng hết luôn chị ạ. 30. Cái này trưng bày từ hôm nào? Sáng mai em mới bày sản. Đây, những hình ảnh về những cái sản vật của huyện Bảo Lâm này các bạn ở đây. Bảo Lâm có các đặc sản là mật ong. Mật ong. Đây là thịt bò khô. Đây là
đây là hoàng tinh, hà thủ ô, măng khô có hai loại, đây là măng lá và đây là măng củ, và đây là nấm linh chi mà đặc biệt là nấm linh chi là nó là nấm mà chỉ có trong Bảo Lâm. À, cái nấm trong Bảo Lâm mới có phải không chị? Bảo Lâm hay Bảo Lạc mới có. Nếp cẩm. Nhìn đẹp thế. Lò xo lên màu thế. Vâng. Bảo Lâm là nổi tiếng là bò. Bò nhỉ? Bò u. Đây nhỉ? Hình ảnh con bò u rất là to đây. Đấy. Có hội chọi bò đấy các bạn. 20 tháng riêng hàng năm. Đây là gian hàng của huyện Thạch An nha các bạn ơi. Đây này. Đây. Tôi sẽ đưa các bạn ở bên trong thăm gian hàng này. Đây là quýt bạn nhỉ? Quýt Đức Thông Thạch An. À, Đức Thông Thạch An ạ. Vâng. Còn lạp sườn của Đông Khê, bánh cười Đông Khê. À, đây là lạp sườn nhỉ? Đông Khê à, bánh cười á, đây là bánh cười phải không? À, gọi là bánh cười. À. Bí nhỉ? Vâng, đây là bí hương. Bí hương rất là thơm ấy nhỉ? Vâng. Đấy. Thạch An nổi tiếng bí hương này rồi. Chà giả của Lam. Cái này là do dân mình làm hay là có công nghệ sấy? À, do dân làm thôi nhỉ. Đây. Cây này cây thạch đây các bạn ơi, cây thạch đen đây. Đây chính là cây thạch đen này, sau khi đã phơi khô các bạn ơi đây. Chám đen mùa này không có chám nhỉ? Hết rồi nhỉ? Qua mùa chám rồi ạ. Qua mùa rồi. Còn đây là gian hàng của huyện Quảng Uyên các bạn nhé. Quảng Uyên bao gồm những cái mặt hàng này các bạn ạ. Có kẹo lạc này. Vâng. Chào cô ạ. Dạ. Kẹo vừng, kẹo lạc đây. Là ngon. Con làng rèn rất là nổi tiếng này. Thuốc sen này các bạn ạ. Đây có sản phẩm hương này. Hương ở phía thấp thì phải nhỉ? À phía thấp đúng không? Đây các bạn ơi. Đây. Đấy, dao của Phúc Sen đây này. Dao này là dao Phúc Sen này. Đấy. Rất là sắc, rất là tốt luôn, chất lượng rất là tốt các bạn ạ. Đây hương ở phía tháp này. Hương này hương gọi là hương làm thủ công, không chất bảo quản, không hóa chất. Đấy. Đấy. Đây chính là gian hàng của huyện Hòa An, Cao Bằng. Tôi sẽ đưa các bạn ở bên trong tham quan nhá. Đấy. Gian hàng của huyện Hòa An có những cái mặt hàng sau này, có chanh dây này các bạn ơi, đây này, đấy chanh dây này, bí xanh này, đấy thuốc lá này, thuốc lá, đấy, đấy có mặt hàng khá là nhiều, phong phú các bạn ạ. Đây có cây rong giềng này. Sản phẩm của huyện Hòa An khá là phong phú đấy các bạn ạ. Đây. Đây. Đây có tương ớt, măng ớt ở đúng rồi. Lạp sườn. Đây. Đây là toàn cảnh về những hình ảnh bên trong huyện Hòa An, Cao Bằng này. Đây các bạn. Còn đây là cái gian hàng trưng bày của huyện Hạ Lang nhá. Đây các bạn đây này. Đây. Huyện Hạ Lang bao gồm các sản phẩm đây này. Đây là những cái bộ quần áo của người dân tộc ở nơi đây. 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 Dạ, áo người dân tộc Tày Nùng này đây các bạn này. Đấy. Dạ vâng. Bánh nướng chị nhỉ? Bánh nướng rất là nổi tiếng á, nhiều người biết nhỉ. Vâng. À tức là nhiều loại nhân khác nhau. Và à là thế. Và bún khô à thế? À, bún khô này. À, đường phên. À, còn đây là gian hàng của huyện Trùng Khánh nhá các bạn ơi. Đây. Cái này cái gì hả chị? À, cây mạc cúc. Trứng. Trứng vịt.
phải không chị? Đây. Vịt trùng thánh, nếp ong. Gạo nếp ong. Gạo nếp ong. Đây là gạo nếp ong các bạn ạ. Đây này. Vâng. Sơn ngũ sắc. Vịt cỏ, đây sản phẩm vịt cỏ, con vịt quay rất là thơm các bạn ơi, thơm ngon. Đấy. Bánh khảo Thông Huề này. Bánh khảo Thông Huề. Vâng. Hạt rẻ mình không đem ra trưng bày hả chị? Đến mùa vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng, đây. Đây là gian hàng của huyện Trà Lĩnh các bạn ạ. Đây, Trà Lĩnh bao gồm có các loại gạo này, gạo nếp, gạo tẻ, lạc đỏ này các bạn ơi. Đỗ tương đây này. Có cam này, cam ở Quang Hán này. Có chanh dây. Đấy. Đây ở Trà Lĩnh có cái thịt nướng này các bạn ơi, đây này, thịt nướng này. Rất là thơm. Đây. Có cốm này. Vâng. Cốm đây đây có mọi người ăn ăn nhiều sản phẩm cốm rất là thích nha các bạn này. Chấm cái này ngon này. Em mua thôi. Chấm này là chám phải không chị? Chám. Chám với thịt. Ô đây. Có quả bí. Nào ăn thử. Quả bí này là hấp chín hả chị? Bí hầm thịt đây. Các bạn ơi, đây, sản phẩm rất là đặc trưng không? Em bảo chị yêu suốt mà em thương. Mời mày ăn quá. Quả bí này nhìn hấp dẫn luôn các bạn ơi đây. Bí hầm thịt đây, rất là đặc biệt luôn các bạn ạ. Đây. Đây. Bên trong là thịt chín đấy. Đấy, rất là đặc biệt. Em đi mua đồ ấy phải không? Bí hầm thịt các bạn ạ. Đấy. Đây là gian hàng của huyện Thông Nông nhá các bạn ơi. Để tôi sẽ giới thiệu một số mặt hàng, một số sản phẩm của huyện Thông Nông để các bạn xem nha. Đây ở gian hàng Thông Nông có sản phẩm nhà mắc mật khô đây này các bạn ạ. Mắc mật khô này, có lạp sườn này, có đỗ xanh, có lạc đỏ, giấy bản. Ôi trong Thông Nông có cả giấy bản này chị? Có làng chuyên làm phải không? Có, ở đây là cái này là giấy bản ở trong Lũng Quang, còn giấy bản của người Mông nó lại là màu vàng. Không gian nó là cái màu vàng. Là thế. Cắt vàng mã kiểu ấy. Vâng, dạ cảm ơn chị. Vâng. Có chè dây khô này, chè dây này các bạn ơi đây. Đấy. Chưa em nhìn anh nào cầm một cái chổi ấy. Đấy, có bà trang điểm đặt bên góc. Có rượu ngô thanh long. Có mật ong rừng này các bạn ơi đây, mật ong rừng. Dạ đỗ chua, lại có kiểu làm chua nữa không biết. Chua mình để lâu nhỉ? Món này là món gì hả chị ơi? Cái đấy là mén mén của người Mông em ơi. Các bạn ơi cái món này tôi nghe rất là lâu rồi. Sáng nay mang ra nó ngồi ngon lắm. Nhưng mà cái này phải ăn với canh. Món mén mén này, các anh người Mông bên Hà Giang hay chia sẻ rất là nhiều mà bây giờ tôi mới tận mắt nhìn thấy này các bạn ơi, món mén mén này. Cái này cao bằng lại khác với Hà Giang em ơi. Vâng. Chị em nếm một chút chút nhá. Xem nó như thế nào nhá. Đây các bạn ơi tôi sẽ thử một chút nhá. Xem hương vị nó thế nào nhá. Bạn mới canh mới nuốt được. Chị ơi bạn anh ngồi nhá. Chúng biết họ bán là mùi thơm mùi ngô mà các bạn ạ. Đây. Chị hỏi xem mai có cái hộp không có vị ngọt thì cả vị thơm của ngô thôi các bạn ạ. Đây. Bộ quần áo này là của người Dao Đỏ phải không chị? Bên trong là của dân tộc gì Mông hả chứ? Bên này là của người Nùng nhỉ? Tài bên trong kia. Tài dài. Còn đây là gian hàng của huyện Hà Quảng nhé. Các bạn ơi đây này. Tôi đưa các bạn vào bên trong tham quan gian hàng này nha. Đây ở huyện Hà Quảng có cái mặt hàng này này. Đây có lạp sườn các bạn ơi, đây này. Có lạp sườn này. Lạp sườn của lợn đen đây này. Đây. Ngoài ra còn có một sản phẩm đây này. Chị đây cái bánh gì hả chị? Khẩu si. Khẩu si Nà Giang nổi tiếng rồi, có thương hiệu đầy đủ rồi các bạn. Vâng, đây. Đây khẩu si nhỉ. Còn bên chân này cái gì? Dụng ông Thịnh. Men lá và
Đây là những cái sản phẩm nông sản này các bạn ơi. Có lạc đỏ, có gừng. Đấy. Đây. Đây là chum rượu à chị? À, rượu ngô của ông Thịnh này vào. À đây. Đây là cái chum rượu đó các bạn ạ, đây này. Bạn ơi, còn đây là sản phẩm của huyện Phục Hòa Cao Bằng nhá. Là một trong những cái huyện rất là phát triển ở Cao Bằng nhá. Giáp biên với Trung Quốc. Đây. Tôi sẽ đưa các bạn ở bên trong tham quan những cái sản phẩm này. Phục Hòa. Đây. Bạn ơi, Phục Hòa mình có những cái nhà, những cái mặt hàng, những cái sản phẩm mà nhiều nhỉ? Bạn giới thiệu cho tâm trước đấy. Phục Hòa thì có thể nói là trước tiên là về nông sản của bà con thì có đậu xanh, đậu tương này, đậu đen, đậu đen và cà bếp đều được các bà con tự tay nuôi trồng và cho ra thành quả là những cái nông sản địa phương. Ngoài ra thì còn có cả bún khô nữa. Bún khô à? Bún khô, bưởi, bưởi của bà con. Ngoài ra thì cũng có các đặc sản như là mắc cang ướp này, mắc mật ướp hoặc là măng ớt. Cũng là đều là những thứ rất là thân quen với những người con Cao Bằng rồi. Tiếp nữa thì nếu mà đến với Phục Hòa thì không thể không nhắc đến một đặc sản đặc trưng của người Phục Hòa. Đó chính là rượu mía. Rượu mía. Với cái vị mía rất là trầm ấm và khi uống vào thì cảm giác con người ta như được ngửi mùi mía rất là thơm. Và đây là một loại rượu thì bà con vẫn thường hay sử dụng trong những dịp lễ Tết hoặc là các cái lễ hội. Và là một thức uống cũng rất là nổi tiếng. Đây là gian hàng của Nguyễn Nguyên Bình các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ tiếp tục đi vào bên trong xem những cái mặt hàng của Nguyên Bình nhá, để giới thiệu với các bạn để các bạn biết nhá. Đây, chị ơi, chị giới thiệu cho em một số cái mặt hàng, những cái sản phẩm của Nguyên Bình vậy. Ví dụ cái này là cái gì hả chị? Cái này ngôi sao may mắn. Ngôi sao may mắn các bạn ạ, đây là ngôi sao may mắn này. Những đem treo chìa khóa phải không? Đây, những con vật rất là đáng yêu này. Hình những con vật. Đây. Đây là trứng vịt tam kim nhỉ. Còn đây là cái gọi là cái gì chứ? Sản phẩm thổ cẩm. Có thể làm quần áo à? Cái này là khăn trải bàn. Khăn trải bàn đấy. Khăn trải bàn và đây là chè ô long ở phía Đén, thuộc xã Thành Công ấy. Ngoài ra còn có những mật hàng nào nhiều chị? Mật ong rừng, miến bờ, miến này. Có thanh long Nguyên Bình này, quả to đấy, đẹp thật. Còn những cái hộp này chị ơi, giới thiệu một số cái bột rong. Rượu ngô men lá. Cái này là rượu gì hả chị? Rượu sắn dây các bạn ạ. Đây, rượu sắn dây. Thảo quả. Đây là măng mật hả chị? Cái này cái gì chị nhỉ? Cũng là nho rừng, rượu nho rừng. Thất diệp, nhất chi hoa. Thất diệp, sa nhân, đây là sa nhân các bạn ơi này. Thất diệp nhất chi hoa là khu Lâm Bảo Lạc cũng có nhỉ. Đây là cái củ của nó đấy nhỉ. Thảo quả. Những cái túi, cái cặp này làm từ trúc nhỉ. Đây các bạn ơi, đây. Đây ở trong Nguyên Bình rất là nhiều trúc các bạn ạ. Có nhà máy sản xuất chiếu trúc rất là nổi tiếng rồi. Đây, đây là những cái sản phẩm làm từ cái trúc này, những cái túi sách này. Đấy, rất là nhiều đồ nhé các bạn ơi. Hoặc là tạo những cái đèn, gọi là đèn treo trần này, lò cắm hoa này. Đấy, ôi nhiều sản phẩm làm từ chiếu trúc hay nhỉ. Em lần đầu biết đến đấy, những sản phẩm kia, đây, chiếu trúc này, đấy. Như chị ăn mặc này là dân tộc gì hả chị? Giao. Giao tiền. Còn chị bên này là dân tộc Giao, Giao đỏ đó. Đây. Đây. Các bạn ở đây là chị này mặc áo dân tộc Giao đỏ đây này. Rất là xinh, rất là đẹp, rất là rực rỡ luôn đây. Trong này còn có những cái miếng bạc này, những đồ trang sức bằng bạc đấy các bạn ạ. Trong này này. Ôi cái này cái gì hả chị? Gọi là cái gì? Cái gì chị? Cái mũ á, trông to đây. Đây. Đây là cái mũ của trẻ con đấy các bạn ơi. Do mình theo tự làm á. Có vẻ nhìn cầu kỳ đấy nhỉ. Tớ quay bên trong các bạn xem nhé. Đây các bạn ơi. Đây bên trong nó đây.
tốn nhiều công sức đấy nhỉ, nhiều thời gian đấy. À đây màu sắc rất là bắt mắt, rất là đẹp các bạn ạ. Đây. Trưng bày gì?